Ê-sai chương 38. Ê-sê-chia lâm bệnh và được chữa lành. Trong những ngày đó, Ê-sê-chia lâm bệnh sắp chết. Nhà tiên tri Ê-sai, con trai A-mốt, đến gặp vua và nói: Đức Giê-hô-va phán thế này: Hãy sắp đặt việc nhà của con, vì con sắp chết, không sống được nữa. Ê-sê-chia quay mặt vào tường và cầu nguyện với Đức Giê-hô-va. Lạy Đức Giê-hô-va, xin nhớ lại rằng con vẫn bước đi trước mặt Ngài cách trung tín hết lòng và làm điều thiện dưới mắt Ngài. Rồi Ê-sê-chia khóc rất thảm thiết. Bấy giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cho Ê-sai: Hãy trở lại nói với Ê-sê-chia rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Đa-vít tổ phụ vua phán thế này: Ta đã nghe lời cầu nguyện của con và thấy nước mắt con. Này, ta sẽ cho con sống thêm 15 năm nữa. Ta sẽ giải cứu con cùng thành này khỏi tay vua Assyri, và ta sẽ bảo vệ thành này. Đây là dấu hiệu Đức Giê-hô-va ban cho vua để chứng tỏ rằng Đức Giê-hô-va sẽ thực hiện điều Ngài đã phán hứa. Này, ta sẽ làm cho bóng mặt trời đã chiếu xuống các bậc của đồng hồ mặt trời của A-cha lui lại 10 bậc. Vậy trên đồng hồ mặt trời, bóng mặt trời đã lui lại 10 bậc mà nó đã đi qua. Bài ca chúc tụng Chúa của Ê-sê-chia. Sau khi lâm bệnh và được chữa lành, thì Ê-sê-chia vua Giu-đa đã viết những lời này: Tôi từng nói giữa chừng cuộc đời, tôi phải ra đi. Những năm còn lại của đời tôi bị tiêu mất nơi các cửa âm phủ. Tôi từng nói, tôi chẳng còn thấy Đức Giê-hô-va nữa, là Đức Giê-hô-va ở trên đất người sống. Tôi không còn nhìn thấy loài người nữa, là những người đang sống trên trần gian. Nơi ở của tôi bị nhổ lên và dời xa khỏi tôi, như cái lều của người chăn chiên. Tôi cuốn đời tôi như thợ dệt cuốn vải. Chúa cắt tôi khỏi khung cửi. Sớm còn tối mất, Chúa kết thúc đời tôi. Tôi giữ yên lặng cho đến sáng mai, nhưng Ngài đã xé tất cả xương tôi cho sư tử. Sớm còn tối mất, Chúa kết thúc đời tôi. Tôi rầm rì như chim hạc, chim yến, gù gù như chim bồ câu. Mắt tôi mòn mỏi nhìn lên cao. Lạy Chúa, con đang trong cơn khốn đốn, xin Ngài cứu giúp con. Con biết nói gì đây, vì Ngài đã phán với con, thì Ngài cũng đã làm thành việc ấy. Suốt đời con sẽ bước đi cách khiêm nhường, vì tâm hồn con đầy nỗi đắng cay. Lạy Chúa, người ta sống là nhờ những điều ấy, thần linh con cũng nhờ đó mà sống. Xin Chúa chữa lành con và bảo tồn sự sống của con. Này, nỗi cay đắng của tôi đã trở nên sự bình an. Chúa đã yêu thương linh hồn tôi, đem nó ra khỏi hầm hủy diệt, và Chúa đã ném mọi tội lỗi tôi ra sau lưng Ngài. Vì âm phủ không thể cảm tạ Chúa, sự chết không thể ca ngợi Ngài. Những kẻ đã xuống mồ không còn hy vọng nơi sự thành tín của Ngài nữa. Người sống, chỉ có người sống mới cảm tạ Chúa, như tôi làm hôm nay. Người làm cha hãy dạy cho con cái mình biết sự thành tín của Ngài. Đức Giê-hô-va là đấng cứu rỗi tôi. Trọn đời chúng tôi sẽ đàn và hát trong nhà Đức Giê-hô-va. Ê-sai bảo các đầy tớ vua: Hãy lấy một cái bánh trái vả đắp trên chỗ ung độc thì vua sẽ sống. Ê-sê-chia hỏi: Có dấu hiệu nào cho biết rằng ta còn được lên đền thờ Đức Giê-hô-va không? Ê-sai chương 39. Ê-sê-chia cho sứ thần Babylon xem các kho báu. Trong lúc đó, vua Babylon là Mê-rô-đác Ba-la-đan, con vua Ba-la-đan, sai người đem thư và quà tặng cho vua Ê-sê-chia. Vì nghe tin vua bị bệnh và được chữa lành, Ê-sê-chia chào mừng các sứ thần
và cho họ xem kho báu của vua như vàng bạc, hương liệu, dầu quý, tất cả kho vũ khí và mọi vật trong các kho tàng. Chẳng có vật gì trong cung điện và trong toàn lãnh thổ mà Ê-xê-chia không cho họ xem. Nhà tiên tri Ê-sai đến gặp vua Ê-xê-chia và hỏi: những người ấy đã nói gì với vua và họ từ đâu đến? Ê-xê-chia đáp: họ từ xứ Babylon xa xôi đến thăm ta. Ê-sai hỏi tiếp: họ đã xem gì trong cung vua? Ê-xê-chia đáp: họ đã xem tất cả những gì có trong cung điện của ta. Chẳng vật gì trong các kho tàng mà ta không cho họ xem. Bấy giờ Ê-sai nói với Ê-xê-chia: xin vua nghe lời Đức Giê-hô-va vạn quân phán. Này, trong những ngày đến, mọi vật trong cung điện của con, tất cả những gì mà tổ tiên con đã tích trữ trong các kho tàng cho đến ngày nay, đều sẽ bị đem qua Babylon, chẳng còn một thứ gì. Đức Giê-hô-va phán vậy: trong số các con ruột của con do chính con sinh ra, một số sẽ bị bắt đi làm hoạn quan trong cung vua Babylon. Ê-xê-chia đáp lời Ê-sai: lời Đức Giê-hô-va mà ông vừa nói là tốt, vì vua thầm nghĩ trong đời ta sẽ được hòa bình và ổn định. Ê-sai chương 40. Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu dân Ngài. Lời hứa về đấng Mê-si-a Giê-ru-sa-lem mới. Dân Chúa được an ủi. Đức Chúa Trời của các ngươi phán: hãy an ủi dân ta. Hãy nói cho thấu lòng Giê-ru-sa-lem và rao rằng cuộc chiến của nó đã kết thúc, tội lỗi nó đã được tha. Nó đã chịu gấp đôi từ tay Đức Giê-hô-va về mọi tội lỗi của mình. Có tiếng kêu lên trong hoang mạc: hãy mở một con đường cho Đức Giê-hô-va, hãy dọn thẳng đường cái trong đồng hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được nâng lên, mọi núi đồi sẽ bị hạ xuống, các nơi gập ghềnh sẽ được làm cho phẳng, các chỗ gồ ghề sẽ trở nên đồng bằng. Bấy giờ vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ hiển hiện và mọi người đều sẽ xem thấy, vì chính Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Có tiếng nói: hãy kêu lên, và có tiếng đáp: tôi phải kêu thế nào? Loài người giống như cỏ, mọi vẻ đẹp của nó như cỏ hoa đồng nội, cỏ khô hoa rụng, vì hơi thở của Đức Giê-hô-va thổi qua. Thật vậy, loài người chỉ là cỏ, cỏ khô hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta đứng vững đời đời. Ai rao tin lành cho Si-ôn, hãy lên trên núi cao. Ai rao tin lành cho Giê-ru-sa-lem, hãy ra sức cất tiếng lên, hãy cất tiếng lên đừng sợ. Hãy bảo các thành của Giu-đa rằng: đây là Đức Chúa Trời của các ngươi. Này, Chúa Giê-hô-va sẽ đến trong quyền năng, Ngài dùng cánh tay Ngài mà cai trị. Này, sự ban thưởng Ngài ở với Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài. Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên, tập hợp các chiên con trong cánh tay mình và ẵm chúng vào lòng, nhẹ nhàng dẫn các chiên cái đang cho bú. Đức Chúa Trời là đấng siêu việt. Ai đã lấy lòng bàn tay mà lường biển cả, lấy gan tay mà đo các tầng trời? Ai đã lấy đấu mà đong bụi đất? Ai đã dùng cân mà cân núi và dùng cân bàn mà cân đồi? Ai lường được thần của Đức Chúa Trời? Và ai làm cố vấn cho Ngài để dạy Ngài điều gì? Ngài đã hỏi ý kiến ai để được thông hiểu? Ai đã dạy cho Ngài đường công lý? Ai đã dạy Ngài tri thức và chỉ cho Ngài phương cách nhận thức? Kìa, các nước giống như một giọt nước nhỏ trong thùng, giống như là một hạt bụi rơi trên cân. Này, Ngài nhấc các hải đảo lên như nhấc một vật nhỏ. Rừng Liban không đủ củi đốt lửa, những thú vật ở đó chẳng đủ làm tế lễ thiêu. Trước mặt Ngài mọi nước đều không là gì cả, Ngài xem chúng như trống không và hư vô.
Vậy các ngươi có thể ví Đức Chúa Trời với ai? Lấy hình ảnh nào so sánh với Ngài được? Khi người thợ đúc tượng thì thợ bạc lấy vàng bọc nó và đúc những dây chuyền bằng bạc cho nó. Người nghèo không lo nổi tượng đúc thì chọn gỗ không mục và tìm thợ lành nghề để dựng một tượng thật vững chắc. Các ngươi không biết sao? Các ngươi chưa nghe sao? Chẳng phải điều đó đã được dạy cho các ngươi từ ban đầu sao? Chẳng phải các ngươi đã hiểu quả đất được đặt nền móng sao? Chính Ngài là đấng ngự trên vòm che quả đất, và các cư dân trên đất giống như cào cào. Ngài là đấng dương các tầng trời ra như cái màn, và căng chúng ra như trại để ở. Ngài làm cho các quan chức cao cấp ra như con số không, và làm cho các thẩm phán trên đất ra hư không. Họ vừa mới được trồng, vừa mới được gieo, cây vừa mới châm rễ trong đất, thì Đức Giê-hô-va thổi hơi qua và họ liền khô héo. Này, một cơn gió lốc đùa họ đi như rơm rác. Đấng Thánh phán: các con so sánh ta với ai? Ai sẽ ngang bằng với ta? Hãy ngước mắt lên cao mà xem, ai đã sáng tạo những vật này? Ngài là đấng khiến các thiên thể ra theo số lượng và đội ngũ. Ngài gọi đích danh tất cả chúng, không bỏ sót một thiên thể nào, vì sức mạnh vĩ đại và quyền năng vô biên của Ngài. Vậy hỡi Gia-cốp, sao con nói? Hỡi Israel, sao con than thở? Đường lối tôi đã bị che khuất khỏi Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời tôi không còn quan tâm đến quyền lợi của tôi. Con không biết sao? Con chưa nghe sao? Giê-hô-va là Đức Chúa Trời đời đời. Đấng đã sáng tạo toàn cõi đất, chẳng mỏi mệt, chẳng yếu sức. Sự hiểu biết của Ngài không thể dò được. Ngài ban năng lực cho người mệt mỏi, thêm sức mạnh cho kẻ chẳng có sức. Các thanh niên cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Ê-sai chương 41. Sự bảo đảm của Đức Chúa Trời cho Israel. Hỡi các hải đảo, hãy im lặng trước mặt ta. Hãy để các dân tộc nhận lấy sức mới. Hãy để chúng đến gần và lên tiếng. Chúng ta hãy đến gần nhau để phán đoán. Ai đã khiến một người nổi lên từ phương Đông, lấy sự công chính gọi người đến bên chân mình? Ngài phó các nước trước mặt người, khiến người chinh phục các vua. Ngài phó họ cho lưỡi gươm của người như bụi đất, và phó họ cho cây cung của người như rơm rác bị gió đùa đi. Người truy đuổi họ và vượt qua con đường người chưa hề đặt chân đến mà vẫn bình an. Ai đã thực hiện và hoàn thành việc đó? Ai đã kêu gọi các thế hệ từ ban đầu? Ấy chính là ta, Đức Giê-hô-va, đấng đầu tiên và cuối cùng. Các hải đảo thấy và khiếp sợ, các nơi tận cùng cõi đất đều run rẩy. Chúng đều lại gần và tiến đến, ai nấy giúp đỡ người lân cận và bảo anh em mình hãy can đảm lên. Thợ chạm khuyến khích thợ bạc, thợ gò khuyến khích thợ rèn. Họ nói về mối hàng rằng thế là tốt, rồi dùng đinh đóng để tượng khỏi lung lay. Nhưng hỡi Israel, con là đầy tớ ta. Hỡi Gia-cốp, là kẻ ta đã chọn. Các con là dòng dõi của Áp-sa-ham bạn ta. Ta đã nắm lấy con từ tận cùng cõi đất, gọi con từ các miền xa xăm, và bảo con rằng, con là đầy tớ ta. Ta đã chọn con, không từ bỏ con. Đừng sợ vì ta ở với con. Chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời của con. Ta sẽ làm cho con mạnh mẽ. Phải, ta sẽ giúp đỡ con. Dùng tay phải công chính của ta mà nắm giữ con.
Này, mọi kẻ nổi giận cùng con sẽ hổ thẹn và bị sỉ nhục. Những kẻ nổi lên chống nghịch con sẽ trở nên hư không và bị diệt vong. Con sẽ tìm những kẻ gây hấn với con, nhưng không tìm thấy chúng. Những kẻ tranh chiến với con sẽ bị diệt sạch và không còn gì cả. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời của con, đấng nắm giữ tay phải con và phán với con rằng, đừng sợ, chính ta sẽ giúp đỡ con. Hỡi sâu bọ Gia-cốp, đừng sợ. Hỡi những người Israel, chính ta sẽ giúp đỡ con. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đấng cứu chuộc con là đấng thánh của Israel. Này, ta sẽ khiến con làm dụng cụ đập lúa, vừa mới, vừa sắc bén và có nhiều răng. Con sẽ dày đạp và nghiền nát các núi, làm cho các đồi trở nên như rơm rác. Con sẽ rê chúng và gió sẽ đùa chúng đi. Một cơn gió lốc sẽ làm chúng tan tác. Nhưng con sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va và sẽ tự hào trong đấng thánh của Israel. Những người nghèo nàn và thiếu thốn tìm nước uống mà không được, lưỡi họ khô vì khát. Nhưng ta là Giê-hô-va sẽ nhậm lời họ. Ta là Đức Chúa Trời của Israel sẽ không từ bỏ họ. Ta sẽ khiến sông chảy ra trên các đồi trọc và suối trào lên giữa các thung lũng. Ta sẽ khiến hoang mạc thành ao hồ và đất khô thành các nguồn nước. Ta sẽ đặt trong hoang mạc cây bá hương, cây keo, cây sim và cây ô liu. Ta sẽ trồng nơi đồng hoang cây tùng, cây sam và cây hoàng dương chung với nhau, để mọi người xem thấy và biết, cùng nhau suy ngẫm và hiểu rằng tay Đức Giê-hô-va đã làm điều ấy. Đấng thánh của Israel đã dựng nên nó, sự hư không của các tượng thần. Đức Giê-hô-va phán, hãy trình bày vụ kiện của các ngươi. Vua của Gia-cốp phán, hãy đưa ra lý lẽ của các ngươi. Hãy để chúng đến gần và nói cho chúng ta biết điều sẽ xảy đến. Hãy nói cho chúng ta những điều đã có từ trước, để chúng ta suy nghiệm và biết kết cuộc của nó, hoặc nói cho chúng ta biết những gì sắp xảy đến. Hãy nói những việc sẽ xảy đến sau này, để chúng ta biết các ngươi là thần, cũng hãy ban phước hoặc giáng họa, để chúng ta cùng nhau thấy và kinh ngạc. Này các ngươi chẳng ra gì, vì các ngươi làm cũng là vô ích. Kẻ chọn các ngươi thật đáng ghê tởm. Ta khiến một người từ phương Bắc nổi lên và người đã đến. Người kêu cầu danh ta từ phía mặt trời mọc. Người sẽ dẫm lên những kẻ cai trị như dẫm trên bùn đất, như thợ gốm nhồi đất sét dưới chân. Ai đã nói cho chúng ta biết điều đó từ ban đầu? Ai đã rao ra từ trước để chúng ta nói người ấy đúng? Nhưng chẳng ai rao, chẳng ai báo cả, cũng chẳng ai đã từng nghe tiếng các ngươi. Chính ta là đấng đầu tiên đã phán với Si-ôn, này chúng đây. Và ta sẽ sai một sứ giả báo tin lành đến Jerusalem. Ta nhìn xem nhưng chẳng có ai cả. Trong số họ không có một cố vấn, để khi ta hỏi họ có thể đáp một lời. Này tất cả họ chỉ là hư ảo, công việc của họ là vô giá trị, tượng đúc của họ là hư không như làn gió thoảng.